Vị ngọt từ ức gà, thịt cua và rau củ làm món ăn thơm ngon bổ dưỡng. Ức gà cắt miếng nhỏ cho vào nồi nước cùng với hành tây và gừng. Nấu khoảng 15 phút, lâu lâu vớt bọt để nước được trong. Chuẩn bị cà rốt và bắp. Gà chín vớt ra ngoài và lọc lấy phần nước dùng. Phi thơm hành rồi cho thịt cua vào xào. Thêm xíu tiêu để dậy mùi thơm. Rồi cho thịt cua ra ngoài để riêng. Cho nước dùng vào nồi, cho bắp và cà rốt vào. Nấu tầm khoảng 5-7 phút. Trong lúc chờ thì chuẩn bị hai quả trứng đánh tan. 4 muỗng bột năng khuấy đều với 2 muỗng nước. Ức gà xé nhỏ cho vào nồi. Cho trứng vào từ từ, dùng đũa khuấy đều. Cho tiếp thịt cua vào. Nêm 1 muỗng canh bột nêm. Cuối cùng cho nước bột bắp vào. Xúc xịt lại thì tắt bếp, múc ra tô. Cho thêm hành lá, xíu tiêu và dầu mè. Xin mời các bạn.